Hà giảm cân xin chào các anh chị và các bạn. Rất nhiều các anh chị khi giảm cân thì có quan điểm là muốn giảm cân hiệu quả thì phải ăn ít thịt thôi. Tuy nhiên thì đây lại là một quan điểm chưa thực sự chính xác nha các anh chị. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng những người mà ăn nhiều thịt hơn trong mỗi bữa ăn, ăn nhiều chất đạm hơn trong các bữa ăn thì đạt được cái hiệu quả giảm cân ấn tượng hơn so với những người mà ăn cái hàm lượng protein, hàm lượng đạm ở mức tiêu chuẩn. Vậy thì tại sao lại có cái nghịch lý như vậy? Bởi vì khi chúng ta ăn nhiều protein hơn, ăn nhiều chất đạm hơn thì cơ thể của chúng ta sẽ cần nhiều năng lượng hơn để có thể xử lý và phân giải cũng như là hấp thu chất dinh dưỡng từ những cái loại thực phẩm chứa nhiều protein. Bên cạnh đó, khi mà chúng ta hấp thu nhiều protein hơn trong các bữa ăn thì cũng sẽ giúp đảm bảo duy trì sự phát triển của cơ bắp, qua đó thì rất có lợi cho cái quá trình giảm cân. Chưa hết nha các anh chị, khi mà chúng ta hấp thu nhiều chất đạm hơn thì cơ thể của chúng ta sẽ sản sinh ra nhiều những cái loại hormone có lợi cho cái quá trình giảm cân và cũng như là giúp cho chúng ta no lâu hơn, tránh hiện tượng đói cũng như là tránh cái cảm giác thèm ăn trong cái quá trình giảm cân của mình. Như vậy rất là nhiều lợi ích khi mà chúng ta bổ sung nhiều chất đạm trong các bữa ăn. Tuy nhiên các anh chị, đặc biệt là với những anh chị lớn tuổi thì lại lo ngại cái vấn đề là ăn nhiều thịt thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Vậy thì tại sao chúng ta không kết hợp protein từ động vật và protein từ thực vật nhỉ? Có rất là nhiều những cái loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật rất là nhiều protein. Có thể các anh chị chưa biết và video này em đã tổng hợp ra 30 loại thực vật chứa rất là nhiều protein sẽ hỗ trợ cho việc chúng ta bổ sung chất đạm trong cái quá trình giảm cân. Hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé. Để có được một cái nhìn rõ ràng hơn thì chúng ta hãy cùng so sánh protein của những cái loại thực vật với protein từ thịt gà nha các anh chị. Thịt gà thì cái phần ức gà là chứa nhiều protein nhất và trong 100g ức gà có chứa 31g protein. Và các anh chị hãy nhớ con số này nhá, 31g, và chúng ta sẽ so sánh. Đầu tiên, loại thực vật đầu tiên rất là giàu protein đó là đậu gà, trong 100g có chứa 19g protein. Tiếp đến là hạt diêm mạch, trong 100g có chứa 4,4g protein. Thứ ba đó là đậu lăng, trong 100g có chứa 9g protein. Thứ tư là đậu Hà Lan, 5g. Thứ năm, đậu phụ, 8g. Thứ sáu, đậu xanh, 24g. Thứ bảy, đậu đỏ, 20g. Thứ tám, đậu đen, 24g. Thứ chín, đậu nành, 34,5g. Trong 100g đậu nành có chứa 34,5g protein nha các anh chị. Wow, nó còn nhiều hơn, hàm lượng protein còn nhiều hơn cả so với phần ức gà cơ. Đây là loại protein cực kỳ tốt cho các chị em phụ nữ nha. Đấy. Số 10 đó là hạt chia, trong 100g có chứa 17g protein. 11, tảo xoắn, trong 100g chứa tận 57g protein cơ. Wow, cực kỳ là dồi dào các loại protein và chất đạm. Tiếp đến số 12 là yến mạch, trong 100g có chứa 17g protein. 13, hạt bí ngô, 19g protein. 14, kiều mạch, 13,2g. 15, phô mát, trong 100g có chứa tận 30-35g protein, nhiều hơn ức gà rồi nhá. 16, bơ đậu phộng, 25g. 17, hạt óc chó, 15g. 18, cải song, 2,3g. 19, mầm cỏ linh lăng, 4g. 20, cải bó xôi, 2,9g. Cải bó xôi hay còn được gọi là rau chân vịt đấy các anh chị ạ. Nếu như mà ai đã từng xem phim Popeye thì đây chính là loại rau mà Popeye ăn để tự nhiên to đùng để đánh cái thằng gì đấy. Đấy. Tiếp đến 21 là cải thìa, 1,5g. 22, măng tây, 2,2g. 23, cải bẹ xanh, 2,7g. 24, bông cải xanh, 2,8g. 25, bông cải trắng, 2g. 26, cải Brussels, 3,4g. 27, quả bơ, 4,1g. 28, rau dền, 3,5g. 29, rau ngót, 5,3g. 30, giá đỗ, 5,5g. Ồ, ngoài ra chúng ta còn có thêm các cái loại nấm cũng rất giàu protein.
trung bình sẽ có khoảng 3,6 gram protein trong 100 gram nấm. Đấy là những cái loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật rất là giàu protein. Một số loại thực phẩm nó còn giàu protein hơn cả so với phần thịt ức gà nữa anh chị. Cụ thể ở đây chúng ta có đậu nành này, phô mát này. Đấy, chúng rất là giàu protein. Và như vậy em vừa chia sẻ xong với các anh chị và các bạn 30 cái loại thực phẩm đến từ thực vật rất giàu protein chúng ta có thể bổ sung thêm để cung cấp protein cho cơ thể trong cái quá trình giảm cân, sẽ hỗ trợ cho hiệu quả giảm cân của các anh chị tốt hơn. Ok, video xin được phép chia sẻ ngắn gọn và kết thúc tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã đón xem. Nếu thấy video hữu ích đừng quên để lại một like, một đăng ký cũng như là ấn vào nút chuông để nhận được thông báo khi em phát hành video mới nhé. Nếu như có bất kỳ thắc mắc gì thì cứ comment xuống bên dưới video này, chúng ta cùng nhau thảo luận. Ok, video xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Hà Giảm Cân.